Này bắt đầu đi về nhá. Trời sắp tối rồi. Đường đang rất là dốc luôn. Ơi, lũ lụt rồi anh em ạ. Trời ơi, lũ to quá. Nó còn có ít nữa. Bốc chưa xong. Đây bây giờ anh em đang bốc keo nhá, nhưng mà trời mưa rồi anh em ạ. Không biết có đủ hai tăng không. Xe rất là lớn luôn nhưng mà không đủ. Đây, keo vẫn còn trên còn nhiều này. Đường đi rất là khó nha. Từ đây đi qua bên kia xong rồi đi về đường kia. Đường đây rất là dốc luôn. Vài bữa sẽ có những cái chuyến mà đi lên cái đường này để mà đi lên trên này để cắt được cái khu trên này nhá. Đây, đường này. Đây, anh em đang bốc keo trên này nhá. Mình đang tránh mưa ở dưới cabin này. Đập ấm ấm luôn, trên đầu luôn. Đây, anh em đang bốc keo đây. Cả các chị em phụ nữ luôn đấy nha. Trời ơi, khỏe không? Sắp đầy tăng sau rồi nhá. Được hơn một nửa rồi. Mà chắc cái xe này cái tăng sau phải cao hơn tăng trước rồi. Không biết là có bốc được hết không. Ở đoạn trên kia vẫn còn có khá nhiều nhá. Chị em phụ nữ người Hà Mông ơi. Rất là khỏe nha. Nhiều người bảo chị em phụ nữ người Mông khỏe hơn đàn ông mà. Quan trọng là mình bốc được cái số nên mình làm tiếp này nó không khô này.
Đây đang trời mưa rất là to nhé hai anh em, vào đây trú mưa này. Và cái cabin này. Đấy, máy ướt hết rồi. Thì để cho hai bà đi thả thôi, còn thanh niên chui vào trong này trú mưa hết. Đây, bấm ngón chân cái này nè. Đúng là mấy cái đồ độ chế cái gì cũng to nhỉ. Cái còi đây anh em nhá. Nghe nó quậy thế thôi nhưng mà cái bộ máy của nó đây. Hoành tráng xịt sò đây nhưng mà chưa có cái tấm chắn. Đang mưa rất là to luôn nha. Đây, càng lúc càng mưa to đây, không biết có đi về được không đây. Tấm chốc ẩm ẩm luôn. Lũ lụt rồi. Đã sợ là dốc này đứng không chắc rồi. Lụt rồi, bỗng ít thôi. Đấy, trời cũng sắp tối rồi, bây giờ 4 giờ hơn rồi. Bây giờ đấy, 16 giờ 45 rồi, trời sắp tối luôn rồi. Nó bốc chưa xong, trời thì mưa to. Đây, lũ lụt rồi anh em ạ. Trời ơi, lũ to quá. Anh em vẫn đang làm nhá. Vất vả quá anh em ạ. Bốc sắp đầy rồi nhưng mà không biết có cần phải tăng đơ vào không. Trời mưa sấm chớp ầm ầm luôn nha. Mưa rất là to. Ở dưới này lũ lụt luôn này. Chết rồi. Bốc xong không biết có đi về được không anh em ạ. Đường bị lầy hết rồi. Mưa cũng phải làm cho nó xong nhá anh em nhá. Anh em người Mông là bất chấp trời mưa, thời tiết không phải sợ luôn, làm hết. Hôm nay còn lấy máy cưa lên trên kia để cưa liên tục rồi. Nhưng mà giờ mưa to quá anh em xuống bốc để cho đầy xe rồi đi về thôi. Anh em đang làm lán ở dưới kia để tối ở dưới kia luôn nhá, chứ không đi về đâu nhá. Từ đây đi về nhà là cách nhà của anh em đang làm keo đây là hơn mười mấy cây, tầm 13, 14 cây nhá. Nên là ở lại đây luôn. Không còn có ít nữa. Bốc chưa xong. Có những cây rất là to nha, không biết lấy lên kiểu gì đây. Vừa dài vừa to nữa. Đang mưa mà máy quay của mình ướt hết luôn rồi anh em ạ. Cây to mà trơn trượt nữa, mưa xuống là nó trơn lắm, trơn cái vỏ, cho lên rất là khó, trời cũng sắp tối luôn này.
Dùng tay lấy từng cây một thôi cô ơi, nguy hiểm quá. Trơn như này. Lấy từng cây một đi. Ôi giời ơi. Rất là trơn anh em nhé. Cái keo bây giờ mà trúng mưa này là rất dễ ở trượt chân đấy. Rồi, sắp xong rồi, còn có mấy khúc nữa. Lên tăng đê đi, về đi. Được hai tăng đầy luôn. Mưa xuống này cho keo nó nặng hơn tí. Càng mưa càng tốt. Mưa bây giờ là tới nữa rồi. Bây giờ bốc xong là cứ mưa càng tốt. Nhưng mà chỉ mỗi tuổi xe về hơi khó thôi. Thôi mấy cây đấy để lại đi. Tôi nghĩ là để trên sau mình lấy thêm chứ còn không thấy anh em lấy mấy cây nó bị kẹp ở trên đấy đâu, nguy hiểm quá. Rồi xong rồi, tăng đơ xong rồi đi về nhá. Khúc cuối cùng à. Dám đi không ta, chắc dám như nhật. Vẫn đi mà, nghe nói vẫn đi về mà. Tăng nhiên lượt đi đi. Tăng mưa như thế này. Tranh thủ lúc nào còn đang mưa. Tranh mưa thì không đi được đâu. Rồi tranh thủ trời mưa đi xuống còn dễ đi. Đây. Đường thành sông hết rồi. Trời ơi mấy cái chỗ dưới kia lụt luôn rồi. Này bắt đầu đi về nhá. Trời sắp tối rồi. Đường đang rất là dốc luôn.